Chào tất cả các bạn, sau đây là câu chuyện Kinh hoàng hổ ăn thịt 7 người trong 6 tháng. Một con hổ được cho là đã ăn thịt 7 người ở bang Maharashtra, Ấn Độ vừa bị kiểm lâm địa phương bắn chết. Trong vòng 6 tháng qua, 7 người bị hổ vồ bắn thịt ở cánh rừng thuộc khu vực Charabua, bang Maharashtra. Lực lượng kiểm lâm địa phương thành lập một đội chuyên trách lần theo dấu vết con hổ đang sinh sống cùng gần 100 con hổ khác tại khu rừng và bắn chết nó vào tối 19 tháng 8. Giám đốc hạt kiểm lâm Maharashtra nói với đài BBC: "Những vụ hổ ăn thịt người ngày càng tăng trong vòng 6 tháng qua gây áp lực nặng nề lên chính quyền địa phương. Để bảo vệ an toàn cho người dân, chúng tôi buộc phải ban hành lệnh tiêu diệt con hổ." Trước đó vào năm 2007, cũng tại bang Maharashtra, hai con hổ khác bị bắn chết vì nghi ăn thịt chính người dân quanh vùng. Kể từ đầu năm, trên toàn Ấn Độ ghi nhận hàng loạt vụ hổ tấn công người, khiến ít nhất 17 nạn nhân thiệt mạng. Một thế kỷ trước, ước tính có khoảng 100.000 con hổ ở Ấn Độ sinh sống trong tự nhiên, nhưng hiện tại chỉ còn sót lại 1.700 cá thể sinh sống rải rác trên khắp đất nước. Nguyên nhân là do sự săn bắn vô tội vạ của con người và môi trường sống của loài hổ dần bị thu hẹp. Với sự gia tăng hoạt động phá rừng lấy đất canh tác, hổ thường vào cả khu vực con người sinh sống gần đó để kiếm thức ăn, dẫn đến xung đột. Theo các chuyên gia động vật hoang dã, những nạn nhân bị hổ tấn công ít khi bị hổ tha đi, giống như những con mồi mà chúng săn được. Tuy nhiên, một loạt các vụ tấn công gần đây dường như là một dấu hiệu lạ, buộc các nhà chức trách vào cuộc can thiệp để tránh xảy ra thêm những bi kịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mời các bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video hay và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.